Kính chào quý vị và các bạn. Có một vị độc giả của chương trình Dân ta phải biết luật ta, không biết là bao nhiêu tuổi. Vị đó đã nhắn tin vào cái Zalo của tôi. Vị bảo rằng là em biết chị rất là nhiều công việc, tuy nhiên rằng là em có một cái chút vấn đề về pháp lý, cũng cần hỏi chị. Chị ơi, chị cho em cái khung từ 8 giờ PM ngày hôm nay được không chị? Được chứ? Trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta vẫn đưa cho quý vị và các bạn những cái thông điệp. Tôi cũng không hề từ chối những cái câu hỏi, những cái câu, một cái sự gọi là cần lắm cái kiến thức pháp luật. Thực ra chương trình Dân ta phải biết luật ta là một cái sân chơi mà ở đó các bạn có thể khống chế được thời gian. Tôi vẫn với một cái nhiệt huyết, cái tâm của cái nghề, tôi tạo ra cái sân chơi này và tôi cũng quyết định là cho bạn cái khung giờ trong cái sân chơi đó. Nếu các bạn nhắn tin mà nói một cái câu chị ơi, tại sao chị không trả lời liền, dạ xin thưa là luật sư cũng phải cần phải có những cái công việc khác. Còn nếu như quý vị và các bạn nói một câu rất là dễ thương, chị ơi em biết chị thật sự ra luật sư cũng rất là nhiều việc phải cần phải làm. Thôi thì mong muốn của chương trình Dân ta phải biết luật ta là lan tỏa cái tính nhân văn, một cái giá trị thông điệp trao đi cho mọi người, không hề so đo tính toán. Nếu quý vị và các bạn có những cái tư vấn sâu thì quý vị và các bạn có thể thỏa thuận lại để luật sư lấy phí nhỏ nhỏ. Còn nếu trong trường hợp các quý vị không cần phải gọi là trả phí thì quý vị vui lòng gọi vào cái khung điện thoại từ 8 đến 9 giờ sáng hàng ngày. Bữa nay không gọi được, ngày mai gọi nha. Trở lại vấn đề của video lần này, tôi sẽ có cái tên là kiện bán nhà không bán đất. Một cái câu chuyện mà kể thì cho nó hài hước thì nó cũng ra hài hước, mà kể nó câu chuyện nó xót xa thì nó cũng phải thật xót xa. Một anh gọi điện thoại cho tôi, anh bảo rằng là mẹ em bị kiện chị ơi. Hỏi mẹ em bị kiện cái gì? Hỏi mẹ em bị kiện tòa kiện. Hồi đó mẹ em mua đất, trên đất có căn nhà, tuy nhiên rằng là sau gần 20 năm thì bây giờ cái ông bán đất đó, ổng mất, ổng chết mất tiêu rồi. Tất cả các người con thấy được cái tờ giấy là hồi đó bán nhà cho má em là bán 50 mét vuông, cho nên bây giờ đòi lại tổng diện tích mà má em với lại cái người chủ đó bán là 500 mét vuông lận. Thì bây giờ họ đòi lại 450 mét vuông. Chị ơi, cứu em. Đúng không quý vị và các bạn? Có những cái vấn đề về sự tin tưởng, và ở đây có những cái vấn đề về sự thiếu hiểu biết, trình độ hạn chế. Và ở đây cũng có những cái vấn đề về cái sự bội tín nữa. Đặt một giả sử, cả người mua và người bán, hai người không hoàn toàn không quen biết. Nếu ông chủ đất ông bán, hôm nay tôi bán cho chị 50 mét căn nhà, còn đất ở bên cạnh 450 mét, tôi cất thêm 5 căn nhà nữa, tôi ở chứ. Tại sao lại có chuyện là khi mà tôi bán cho chị vào 20 năm trước đây giờ tôi không ở? Thêm nữa, cái người chủ đất hiện giờ đã chết, thì làm thế nào tòa án xác định được cái ý chí của ông bán đất? Chưa nói ở đây, chưa nói về cái việc rằng là bán là 50 mét liên quan tới cái nhà, hay là bán tổng cộng là 500 mét.
một trong hai người có một cái sự bội tính. Nguyên đơn hay bị đơn đây? Nhưng chúng ta chỉ nhìn một cái góc độ thông thường. Nếu hai bên là tình thông, là anh chị em ruột, nay tao bán cho mày cái nhà 50 mét, còn lại 450 mét mày quản lý giùm tao. Còn ở đây hai người là hai người xa lạ. Các bạn ạ, hai người xa lạ, tôi bán gần 20 năm sau đi lại khởi kiện. Và cái người chủ đất á, cái bên kiện á, họ không phải chính bản thân họ kiện, mà là con cái họ kiện. Nguyên đương nhận thấy được một cái tờ giấy, trong đó chủ đất, ba mẹ họ nói rằng là tôi bán đất cho bà A, bán nhà nhưng không bán toàn bộ đất xung quanh, bán cái đất và cái nhà liên quan tới cái nhà thôi, và khởi kiện. Thưa quý vị và các bạn, trong cái góc nhìn của luật sư thì tôi cho rằng, và tôi cũng đã tư vấn cho vị khách hàng này rằng là có những cái cơ sở pháp lý, quá trình quản lý sử dụng liên tục ổn định và không tranh chấp. Có những cái cơ sở pháp lý khác liên quan đến cái vùng miền do trình độ hạn chế, và nhiều cái khác nữa, để đưa đến cái việc rằng là người ba của các nguyên đơn này không bán duy nhất, ý chí của ông là không bán duy nhất một căn nhà, mà bán cả toàn bộ 500 mét vuông đất liên quan tới nhà. Các bạn thấy không? Ở đây có một cái sự bội tính. Nhìn bằng cái góc độ thông thường, chúng ta thấy về đạo đức nó có một cái điều gì đó không ổn. Tại sao khi ông chủ đất còn sống, ba của tất cả các đồng nguyên đơn còn sống, thì ông không lại bán một năm, năm sau ông lại ông nói ô hồi xưa tôi bán cho bà, tôi bán có cái nhà thôi nha, còn 450 mét vuông này là đất này là của tôi. Có chứng minh được trường hợp bất khả kháng hay không, và rất nhiều yếu tố khác nữa. Thôi thì bài toán của họ, những người đem đến trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, là bài toán về tư vấn. Thì tôi cũng đã gửi cho họ những cái thông điệp rất chất từ cái kiến thức pháp luật mà tôi có được trong quá trình hành nghề. Tuy nhiên còn những vấn đề gì nữa nó cần ẩn sâu ở phía sau trong cái hồ sơ, thì chúng ta sẽ chờ cái phán quyết của tòa vậy. Thông qua cái video này, tôi muốn cho quý vị và các bạn một cái hướng dẫn. Khi quý vị và các bạn mua ở những vùng quê, những vùng sâu, vùng xa, đất chưa có sổ đỏ, chưa có sổ hồng, chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì chúng ta vẫn phải kéo nhau lên địa chính xã. Tôi mua đất này, tổng diện tích là bao nhiêu, số tờ, số thửa, tờ bản đồ, để năm dài tháng rộng, tránh hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro mà đa số là những người nhận chuyển nhượng, những người đi mua đất các bạn ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Vẫn như thường lệ, chương trình của chúng tôi post lên trên kênh Luật Sư Thu Đoàn vào lúc 8 giờ PM, tức là 8 giờ tối hàng ngày. Còn nếu như trong trường hợp quý vị và các bạn có những cái câu hỏi liên quan đến pháp luật, thì các bạn hãy điện cho tôi qua cái số điện thoại là 0903 392 861, cũng với khung giờ từ 8 giờ đến 9 giờ sáng hàng ngày. Có thể trong một số ngày tôi có bận công việc đi tòa hoặc là việc cá nhân, thì các bạn sẽ gọi vào cái ngày tiếp theo các bạn nhé. Xin trân trọng cảm ơn.